Hello, xin kính chào quý vị và các bạn đến với Tuấn Fan GP. Trong cái video ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm một trong những cái địa điểm rất là thú vị. Chúng ta chỉ còn khoảng 13 ngày nữa thôi là sẽ diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chúng ta chỉ còn cách một tuần hoặc 10 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ diễn ra trận đấu giữa Việt Nam vào ngày 24 tháng 3 là ở tại khu vực sân Mỹ Đình. Chúng ta sẽ đón tiếp Oman và sau đó thì đội tuyển Việt Nam ta sẽ nhập cảnh Nhật Bản và sẽ làm khách ở Nhật Bản này trong cái vòng loại thứ 3 này ở tại Nhật Bản. Và trận đó là trận rất vui cho tất cả những người dân Việt Nam mình đang sinh sống và làm việc học tập ở tại Nhật Bản này. Trong quãng thời gian này các bạn muốn đến đây để cổ vũ cũng như là ủng hộ cho đội tuyển quốc gia chúng ta ở tại Nhật Bản các bạn nhé, hãy đến với sân vận động Saitama ở tại khu vực Saitama, Nhật Bản. Và đây là một trong những sân vận động mà Nhật Bản đầu tư để xây dựng cũng như là tổ chức Thế vận hội FIFA World Cup của năm 2002. Và sân vận động này có cái gì thì các bạn có thể xem những video trước. Và video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu để tham quan toàn bộ khu vực xung quanh ở tại khu vực sân vận động Saitama này có cái gì các bạn nhé. Đấy, các bạn từ các tỉnh xa như các bạn ở Hokkaido, các bạn ở những cái khu vực Saitama hay các khu vực mà tỉnh xa không phải khu vực gần Tokyo, các bạn ở Osaka, các bạn ở Aichi hay tất cả các tỉnh nào trên đất nước của Nhật Bản này, hơn 400.000 người dân Việt Nam mình chúc mừng các bạn, những bạn mà đã mua vé thành công trong thời gian vừa rồi. Nhật Bản đã tổ chức bán vé online để cho các bạn có thể mua vé tự động và rất vui khi những người mà có thể may mắn có thể mua được vé trong thời gian này thì có thể đến đây để chúng ta có thể thưởng thức và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam mình trong thời gian này nhé. Cái hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy đây là cái hình ảnh ở trước cửa của nhà ga Urawa Misono. Đây là nhà ga mà sẽ gần với sân vận động Saitama nhất. Cái phía đằng sau tôi đây là phía mà các bạn có thể đi ra với sân vận động Saitama. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khu vực này xem là cái khu vực gần với sân vận động Saitama này có cái gì và những cái gì đặc trưng nhất mà có thể phục vụ cho các bạn khi các bạn ở tỉnh xa các bạn đến đây. Chúng ta có thể lưu trú ở đây hay không, hay là chúng ta có thể sử dụng những dịch vụ gì ở xung quanh đây. Một trong những hình ảnh rất là đẹp các bạn ạ. Phía sau đằng sau tôi đây là cái khu vực bãi đỗ xe cũng như là khu vực chuyên chở taxi và bến xe buýt. Rồi những người dân xung quanh họ sinh sống ở đây rất là đẹp. Và cái khu vực của khu vực tỉnh Saitama này mình cũng cảm nhận được rằng nó rất sạch sẽ và rất đẹp đẽ. Cái khu vực này là làm cho chúng ta có không khí rất trong lành và yên bình nếu chúng ta sống ở đây. Ok, các bạn sẽ cùng mình trải nghiệm xem khu vực này có cái gì nhá. Mà chúng ta sẽ đi cùng đi nào. Đây các bạn, là mình đang ở dưới cái lối ra của cái nhà ga điểm cuối cùng của cái tuyến Lambokusen, lối liền từ Tokyo xuống khu vực Saitama, cụ thể là đến với cái khu vực sân vận động ở Saitama mà ngày hôm nay trong cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay là sẽ đi tham quan xem rằng là quanh khu vực sân vận động Saitama thì nó có cái gì nhá. Đây các bạn này, thì cửa lối ra đây các bạn này, cái khu vực phía trước của cái khu vực này thì là có cái bãi taxi này, rồi thì là bãi xe buýt, đậu xe buýt các bạn. Trước cửa cái khu vực này thì là một cái khoảng trống rất là rộng và đây là một trong cái khoảng trống rất là đẹp. Có rất nhiều những cửa hàng tiện lợi như ví dụ như 7-Eleven này, những cái cửa hàng của ngân hàng, các ngân hàng như ngân hàng Saitama Miso Risona này, Risona, và những cái chung cư xung quanh này, những cái bãi đỗ xe, rồi những cái tòa chung cư lớn. Có rất nhiều những cái hộ dân họ đang sinh sống ở đây. Thì cái khoảng khu vực này ấy, thì mình nghĩ rằng đây là một trong những cái khu vực cũng rất là sầm uất. Đấy, rất là sầm uất. Bởi vì có lẽ là nó rất là ngoại ô ở tại khu vực trung tâm của Tokyo rồi. Đây, những cái máy bán nước tự động này, các bạn đến đây có thể mua nước này. Rồi chúng ta có thể ăn ở những cái nhà hàng rất là đẹp. Đây các bạn nhìn thấy không? Những cái nhà hàng rất là đẹp, Kuturo Gino Ryori. Đấy, đây là một trong những cái nhà hàng chuyên về đồ xiên, đồ nướng này, rồi những quán nhậu đấy các bạn, quán nhậu. Thì phía trước đây là cái khoảng trống của khu vực bãi đỗ xe này, rồi những cái khách sạn này, đấy các bạn có thể nhìn thấy. Rồi cái khu vực đây các bạn nhìn nhá, cái tòa đấy là cái tòa mà các bạn có thể nhìn thấy rằng là người dân ở đây cũng rất là sầm uất đúng không? Họ sống ở trên những cái chung cư rất là đẹp, chung cư rất là đẹp. Cái lối đi thẳng ra ngoài phía trước, phía tay trước của mình chỉ đây, đó là cái lối mà đi thẳng ra cái sân vận động Saitama. Một chút nữa chúng ta sẽ đi vào cái khu vực đó. Cái sân vận động này cách với cái nhà ga này ấy, thì là chúng ta sẽ mất khoảng
5-10 phút đi bộ các bạn nhé. 5-10 phút đi bộ đấy, trước cửa các bạn nhìn thấy không ạ? Urawa Misono, đây là cái nhà ga gần nhất với sân vận động Saitama này. Vào ngày 29 tháng 3 thì đội tuyển Việt Nam mình chúng ta sẽ làm khách ở tại Nhật Bản này. Và mình các bạn yên tâm rằng là nếu như những bạn mà mua được vé trong cái đợt vừa rồi Nhật Bản bán vé cho online ấy, thì chúc mừng các bạn. Có rất nhiều người bạn của mình đặt vé mà không thể trúng được các bạn ạ. Họ đặt vé, họ đặt vé online nhưng mà họ sẽ quay sổ số, trúng ai thì người đó được. Đó, trúng ai thì người đó được. Rất là mệt mỏi. Có nhiều người rất là bực mình vì họ mong muốn mua được một chiếc vé để đến để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam nhưng mà không được các bạn ạ. Có nhiều người thì may mắn thì họ trúng. Bắt đầu Nhật Bản thì đang chuẩn bị sang một cái mùa là mùa hoa anh đào. Những cái cây hoa anh đào dọc cái tuyến đường mà trước cửa của nhà ga Urawa Misono này bắt đầu không còn lá rồi và sẽ chuẩn bị có những cái lụ được mọc ra, thì chắc chắn là sẽ chuẩn bị có một cái mùa hoa anh đào rất là đẹp. Phía xa xa kia thì là cái siêu thị Aeon rất là nổi tiếng của Nhật. Bên tay phải của mình đây là các bạn nhìn thấy một cái ngân hàng của Saitama, Saitama Rishona Ginko, một cái ngân hàng sẽ giúp cho người dân Việt Nam mình. Nếu các bạn nào sinh sống ở tại khu vực này có thể các bạn chuyển đổi và rút tiền. Hôm nay đến đây gió rất là to các bạn nhé, gió rất là to. Nếu như có tiếng ồn thì mong các bạn thông cảm. Bởi vì là xa với trung tâm của khu vực Tokyo cho nên là đây là một trong những cái khu vực thị trấn ven trung tâm đô thị lớn là Tokyo, và Saitama cũng là một tỉnh cũng rất là mạnh mẽ về kinh tế. Họ có phát triển về các ngành nông nghiệp và những ngành mũi nhọn như về công nghiệp, dịch vụ, các cái doanh nghiệp hoặc là các cái cơ sở kinh doanh họ sản xuất lớn, các cái cô rồ lớn. Thì các bạn nhìn thấy không? Đấy. Trước mặt các bạn đây là những cái tòa chung cư rất là cao. Không phải là họ chỉ chủ yếu là những cái nhà dân bình thường nhỏ nhỏ đâu các bạn. Đó, nhà dân bình thường nhỏ nhỏ đâu. Những cái đại lộ ở đây đi rất là thoáng, rất là thoải mái. Các bạn nhìn thấy cái hành lang, cái lối đi của cho dành cho người đi bộ và dành cho xe đạp đi ấy, nó cũng rất rộng thênh thang đúng không? Rộng thênh thang, đất rộng mà. Nó về vùng ven đô mà. Nó rất là mát, rất là trong lành và rất là sạch sẽ. Đấy, các bạn nhìn thấy rất là đẹp đúng không? Với cái khu vực này mình nghĩ rằng sống ở đây thì đúng là tuyệt vời luôn. Nó yên bình, nó sạch sẽ, rất là đẹp đẽ. Đây cái khu vực này cũng cả gần cái khu của cái những cái shop, những kiểu những cái showroom bán ô tô của Mercedes này. Bạn nào mà yêu thích mà muốn mua ô tô thì có thể đến qua những cái trung tâm triển lãm kia hoặc là trung tâm trưng bày sản phẩm xe và bán xe đó. Thì có những cái cửa hàng tiện lợi dọc những cái tuyến đường. Các bạn nhìn thấy không này, đây những cái ví dụ như là Family này. Các bạn có thể mua tất cả những cái đồ ở trong những cái Family này của Toyota này. Rất nhiều những hãng ô tô lớn họ đã đặt cái trụ sở cũng như là buôn bán ở đây. Thì cái tuyến đường trục chính này chạy dài chạy thẳng đến với cái sân vận động Saitama ấy, thì nó gần lắm các bạn, nó gần lắm. Và dọc cái trục này ấy, là một cái đường rất là lớn thì có thể đi rất là thuận tiện. Nếu các bạn nào ở khu vực tỉnh Saitama này đi bằng ô tô thì cũng rất là nhanh thôi. Đường ở Nhật Bản ở những cái tỉnh ngoài này rất là rộng rãi và thoáng đãng, không giống như trong trung tâm của Tokyo. Tokyo thì nó chật hẹp lắm, nó nhỏ lắm các bạn, cho nên là nó sẽ làm cho chúng ta có cái sự bận rộn. Đấy, đây là một cái thành phố bận rộn và đi lại rất là chật hẹp, chủ yếu họ đi bằng tàu, đi bằng ô tô thì rất nhiều đèn đỏ và nó sẽ là chậm. Đây các bạn nhìn chung cư này rất là lớn nhá, số hộ dân rất là nhiều và những chỗ này có lẽ là dân trí rất là cao các bạn nhá. Đó, đây những tòa chung cư này. Đấy, quanh sân vận động Saitama nó có cái gì, và bây giờ mình sẽ đưa các bạn hướng đến cái lối đi vào sân vận động Saitama các bạn nhá. Chúng ta sẽ đi vào cái lối đi vào hướng dẫn sân vận động Saitama. Trong cái chuyến làm khách trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 này thì vòng loại thứ 3 của Việt Nam, trận này trận cuối cùng, Việt Nam sẽ làm khách ở Nhật Bản.
trận trước chúng ta ở Mỹ Đình chỉ thua 1-0 thôi. Và mình rất rất mong rằng dưới sự cổ vũ tuyệt vời của những người dân đang sinh sống, những người con em của mình đang sinh sống ở tại Nhật Bản, là người Việt Nam mình sẽ cổ vũ nhiệt tình và hết sức máu lửa cho đội tuyển Việt Nam mình trong cái ngày 29 tháng 3 này. Chúng ta còn khoảng 13 ngày nữa thôi là sẽ diễn ra trận đấu này. Thì mong rằng chúng ta cầm hòa được Nhật Bản một điểm các bạn ạ, một điểm trên sân khách, một điểm, mong ước một điểm. Nhưng mà nói thật sự là các bạn, Nhật Bản rất mạnh các bạn nha. Nhật Bản rất mạnh. Họ đã liên tục có mặt tại vòng chung kết World Cup của thế giới rất nhiều lần rồi. Và đây là một trong những đội bóng phải nói rằng là đắt nhất cái khu vực châu Á này các bạn ạ. Nhật Bản, đội bóng quốc gia Nhật Bản là một trong những đội bóng được gọi là đắt kinh khủng luôn. Đó, có những cái cầu thủ nổi tiếng đấy, Minamino, các bạn thấy không? Toàn những cầu thủ đá cho châu Âu kinh khủng, toàn sao ngoại hạng Anh. Nên là chúng ta sẽ cổ vũ thật nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam mình, cho Công Phượng, cho Quang Hải. Thật rất là buồn khi mà không có Văn Hậu, các bạn nhìn thấy không? Cái đường lối rồi, cái đường đi vào, cái đường đi họ này, họ làm những quả bồng, quả cầu này. Đó, đây là những cái hành lang các bạn nhá. Dọc hành lang của lối đi là cái quả bóng này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, quả bóng này họ làm rất là hình thù của quả bóng luôn, rất đẹp. Đây, dọc cái đường lối lối đi luôn. Đấy. Cái lối này lối thẳng đến với sân vận động Saitama các bạn ạ. Thì rất là tuyệt vời nếu như mà Văn Hậu được đá, bởi vì Văn Hậu có một thể hình rất là lớn, rất là cao, rất là to, rất là vạm vỡ, thể hình của người châu Âu luôn ấy. Đúng là đẳng cấp của những cầu thủ mà như kiểu là sang ngoại hạng Anh, cao 1m86, cao kinh khủng. Và nếu như được phù hợp, được có Văn Hậu trong đội hình thì đúng là tuyệt vời các bạn ạ. Nhưng mà không may Văn Hậu đang phải chấn thương, phải dưỡng thương, thì thôi để cho bạn ấy nghỉ ngơi, bạn ấy bình phục nhanh, bình phục tuyệt vời và sau này sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong cái dịp mà tổ chức AFF Cup của năm 2022 vào cuối năm nay. Chúng ta sẽ có rất nhiều sự kiện. Văn Hậu có thể rằng là không biết là có kịp cho SEA Games của năm 2022 được tổ chức tại Việt Nam hay không. Nhưng mà mình nghĩ rằng AFF Cup là Văn Hậu thoải mái, Văn Hậu chiến đấu ngon. Đấy thì các bạn nhá, xung quanh trước cửa của cái nhà ga Saitama đây các bạn này, thì là có như vậy. Đấy, có những cái dịch vụ như thế. Trước mặt thì cũng có một cái khách sạn nó nhỏ thôi, không lớn đâu các bạn. Thì bên kia của cái khu vực này ấy, thì cũng không có gì cả, đa số là những nhà dân. Và lối đi này là lối đi sẽ dẫn các bạn đến với sân vận động Saitama. Các bạn nhìn thấy không? Đó, các bạn cứ đi thẳng đây, cái lối này là chúng ta sẽ đến với sân vận động Saitama. Với cái lối đi này thì chủ yếu là nhà dân, không có bất kể những cái dịch vụ gì đi kèm khác nữa. Đa số là nhà dân họ sinh sống ở đây, ở những nhà chung cư hoặc là những nhà dân nhỏ lẻ, đơn lẻ, với phong cách thiết kế đặc trưng của Nhật Bản. Đây các bạn nhìn này, dọc cái lối đi này thì họ treo những cái hình ảnh về cái Thế vận hội Olympic, thế thôi các bạn, Thế vận hội World Cup của năm 2002 được tổ chức Nhật Bản. Những năm này thì đúng là sôi động, quá sôi động luôn. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, đây là những cái biểu tượng, biểu trưng, những cái hình ảnh còn lại họ treo ở đây để cho những người dân khi mà đến đây thì họ nhớ lại rằng là cái sân vận động này được tổ chức rất nhiều những sự kiện lớn, trong đó có rất nhiều cái đội bóng lớn trên thế giới được tổ chức ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy không? 2005 này, World Cup này, các bạn nhìn thấy không? Cũng tổ chức lớn, sân vận động lớn luôn. Không biết rằng là có những bạn nào được may mắn mà được trúng vé khi các bạn đến với cái sân vận động này không? Bởi vì Nhật Bản bán online, mà bán online thì họ lại quay sổ số, chứ không phải là ai cứ mua là trúng đâu các bạn ạ. Có rất rất nhiều người bạn của mình ở Việt Nam mình đăng ký và mua online nhưng mà cũng không trúng, bởi vì họ quay sổ số mà ngẫu nhiên trúng ai thì người đó sẽ được. Có rất nhiều người các bạn ở các tỉnh xa, các bạn đã mua được vé, các bạn chuẩn bị tinh thần, chúng ta sẽ đến đây trước cái ngày mà
trận đấu diễn ra các bạn nhé. Đội tuyển Việt Nam mình ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa Oman với Việt Nam mình gặp nhau ở Mỹ Đình thì họ sẽ lên đường ngay hôm sau luôn để sang Nhật Bản và sẽ có thể đóng quân ở tại một khách sạn nào đó gần trung tâm của Tokyo. Và khi mà trận đấu diễn ra tại Saitama thì họ sẽ di chuyển đến đây. Mình chưa biết rằng là cái cụ thể của cái khách sạn mà đội tuyển chúng ta sẽ được nghỉ ngơi và cách ly ở tại Nhật Bản này như thế nào. Nhưng mà đây là một trong những cái video nhỏ nhỏ nói về cái việc chúng ta tham quan cái khu vực xung quanh của cái sân vận động Saitama này. Còn cái việc mà xung quanh khu vực sân vận động Saitama ấy, bao quanh ấy, thì nó toàn bộ là đồi đường đồng trống luôn các bạn ạ, toàn là ruộng này, toàn là đất cỏ. Đấy, có một chút ít bên phía trên trước mặt của cái sân vận động đó thì là những cái khu trung tâm về thể thao hoặc là những cái khu vực công viên làm cho những cái người dân đến đấy có thể là nghỉ ngơi, họ tham quan thư giãn, thư thái. Thì đây là một trong những hình ảnh nho nhỏ mình muốn gửi đến các bạn trong ngày hôm nay. Và một cái thông tin mình còn đây là trước mặt cái cửa nhà ga lối ra của cái nhà ga Urawa Misono mà các bạn đang nhìn thấy. Thì các bạn, cái lối ra cửa nhà ga rất là rộng, cái khoảng trống ở trên phía trên rất là rộng rãi. Nếu như các bạn đến đây thì các bạn sẽ không thể bị lạc đâu, vì chỉ có một lối ra thôi. Cho nên là khi các bạn đi ra ngoài khỏi nhà ga thì các bạn sẽ rẽ trái, rẽ trái và các bạn đi xuống dưới cầu thang mà các bạn đi thẳng là sẽ đến với sân vận động Saitama. Thì ở phía bên kia là phía bên cửa phía nam của cái nhà ga này thì hầu như là cũng không có gì nhiều, không có cái dịch vụ gì nhiều, chủ yếu là những cái khu vực bãi đỗ xe, rồi khu vực dành cho taxi hoặc là những cái khu vực dành cho xe buýt, xe bus hoặc là dành cho những người dân họ đến đây đi nhà ga này, đến vào trong Tokyo thì họ sử dụng thôi. Như các bạn nhìn thấy này, đây đó, thì cái khu vực này ấy, thì đa số là những cái khu vực bãi đỗ xe là chính. Thế còn phía xa xa là những nhà dân, thì chủ yếu là nhà dân họ sinh sống ở đây nhiều, bởi vì Saitama là một khu vực, cái khu vực này là khu vực ven Tokyo rồi, khoảng trống rất là rộng và nhà dân họ sinh sống ở đây thì họ xây dựng nhà rất là kiên cố và rất là đẹp và phong cách đúng kiểu như phong cách của Nhật Bản luôn đó. Thì đây là một trong những cái hình ảnh video nho nhỏ mình muốn vừa gửi đến các bạn để các bạn có thể tham khảo để biết được rằng là cái khu vực gần với sân vận động Saitama thì nó có cái gì và bao quanh cái khu và bao quát cái khu vực sân vận động Saitama là có cái gì. Chúc các bạn sẽ có một sự trải nghiệm, một ngày đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam mình thật là ý nghĩa, cũng như là chúc cho đội tuyển Việt Nam chúng ta thành công. Mong rằng là đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ có điểm ở tại Nhật Bản này trong cái ngày 29 tháng 3 này, một ngày rất là vui đối với những người yêu bóng đá, yêu đội tuyển quốc gia chúng ta mà muốn tổ chức cũng như là cổ vũ cho đội tuyển chúng ta ở tại Nhật Bản. Thì một cái video nhỏ ngắn ngủi thôi để có thể gửi đến các bạn trong cái ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ luôn luôn mạnh khỏe các bạn nhé, sẽ thành công ở Nhật Bản này cũng như người dân Việt Nam. Nếu như mà ai từ Việt Nam qua Nhật Bản để mà cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thì cũng rất là thuận buồm xuôi gió, mạnh khỏe và luôn luôn sẽ có nhiều niềm vui. Các bạn nếu thích cái video này hãy cho mình một nút đăng ký, một nút like để ủng hộ kênh của mình luôn luôn được mọi người biết đến và yêu quý nhiều hơn. Có lẽ rằng là có nhiều những cái thức phim có thể là không hài lòng các bạn thì rất mong các bạn lượng thứ và bỏ qua. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công và hẹn gặp lại các bạn vào một video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Nhật Bản và cùng nhau chia sẻ những hình ảnh cũng như là những video thức phim về Nhật Bản các bạn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.